Rồi. Chào chào cả nhà nha. Hôm nay chị hai đi khám bệnh rồi ở nhà chị ba chỗ tài. Thành phố vậy chị Thành phố. Okay. Này như nó mùi quá chứ người ta muốn thành phố về chiên chuối chơi Vĩnh Long ăn. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Đây là một hồ có bảy nữa, hồ có bảy nữa về chiên nữa mới đúng ba tư là thành bảy. chị hai đi khám bệnh ở nhà quậy cho đã luôn. Chiên cho hết dầu luôn hả? Hết chuối luôn. Hết chị ba. Cái này nó chưa mùi ha. Mấy cái này được. Nó mùi quá thì em sợ nó có mùi. Nó mùi nhà, nó mùi nó mới ngọt. Lấy rồi con. Mình chiên hết hai bịch luôn ha. Dạ. Hai bịch. Hai bịch đi. Hai bịch chị hai kêu hai bịch nè. Dạ hả? Dạ. Giờ chị đi tới đâu rồi ta? Sướng. Dạ. Giờ đang về con mới tới đâu không biết nãy con không điện. Tháng đến tháng 11 rồi 11 giờ mấy. Chắc là đi khám bệnh cũng nôn nóng về dữ lắm luôn. Về con quậy tới đâu à? Tại vì ba 2 giờ 1 giờ 2 giờ gì ba đi về chẩn rồi thành ra chị hai lính quýnh về chơi tranh thủ khám xong sớm lắm 7 giờ mấy là xong. Bên tay cũng hỏng quá nay chị hai vắng nhà hai ba với tư ba tư hả? chị hai bự nhắm gạo hả cô hai mới hay cũ á không lấy đũa ông chấm canh ông mía liếm ông mê canh gì đâu nó ăn thịt gà không hai cho không ăn hết trơn hai luôn hả đổi luôn rồi chưa hay luôn trời không hay luôn chị gì chị ba cũng nói tỉnh queo luôn nghe ngọt quá thôi im luôn. Đó là làm chỉ hai ha. Thế gì ba? Ừ. Mới nói có chị hai hiền nè. Cái đầu kia chị hai luôn. Hết chuối rồi. Chiên chắc nó chiên hết chuối luôn. Chiên hết cho hiền nó làm bánh chuối. Bánh chuối. Hai chị hai nhỏ. Làm chuối chân. Chuối chưng. Ê, bánh chuối làm nước cốt dừa ngon lắm chứ bộ à. Dạ. Ờ sáng mua mấy ba gói còn nguyên trên kìa không ăn chưa? Có ba gói à. Mì đi mua bánh đó nữa ai ăn. Còn tính mua khoai lang nữa đó mà nghĩ lại rồi có chiên chú chiên rồi thôi dừng lại đó. Dừa lại thôi. Con thiếu làm tiếp. Con nhẹ dạ lắm nha, con lột hết là con lột hết nha. Lột lấy hết nãy nãy với hết nãy của con bé Hiền. Chiên nhiều quá sao ăn hết. Chờ em đi theo dọc đường chị ăn. Mẹ kêu dì ba lấy mà mới qua phai từ gì mà chảnh ăn. Rồi mà ngoại kêu nấu ở chảnh có kìa. Lấy lại chảnh để dành lâu ăn. Lấy lâu được mà. Phai sống gì chảnh để dành nấu á. Chừng nào thèm á nấu ăn. Rồi nấu lâu rồi. Rồi vô bắt chảo Hiền ơi. Chắc bà chú làm là chú chia chú về không? Làm chú về. Chắc bà chú để lên em một thao rồi trời ơi, như mấy chục trái luôn rồi đó. Em mấy trái này chín nè. Mình cho thêm miếng nước màu cho nó có màu. Nó có màu rồi. Chiên có màu nhỉ. Mình từ cắt cái bẻ để chuối vô rồi mình chiên. Để là được hết sao? Dạ. Cái keo ăn cục nó đâm tuột ra non. Nó càng con chồng trước nó chưa đâm ra. Cái này tốt hơn cái bên đó. Dạ. Nó bị che quá. Con chặt bớt từ gì vậy? Chặt bớt mấy cây chuối nhỏ ra đại. Cho cây ăn cục nó phát triển. Dạ. Mấy cây dừa đó em muốn hư hết cây. Nữa. Nó gặp quá. Dạ. Hả? Phải chiên. Có,
Bỏ lên cái thớt lấy cái dao đập cái bọt cái là rồi lẹ lắm, dao nặng trên ngoài kìa. Bỏ nhà đi rồi. Ôi thôi theo hai mới hả? Theo hai mới đi Sài Gòn không nha, không chịu về luôn đó. Đi không lên bà ba không? Lên bà ba không? Dạ bà ba đi không? Dạ chị nó đi luôn đi không? Dạ. Hả đi chơi không? Chiên chuối hả? Hay đó. Quay lại chào ông bà kìa. Ờ, con chào đi. Chào cô bác đi. Ờ, con chào đi. Chú về kìa, con chào kìa. Ờ, chào đi, chào đi. Chào chào với con hai đi. Con hai chào. Mi, mi. Mi biết rồi, con chào bà đi. Hai chào luôn, hai khỏi cho con gà khỏi chào luôn đi. Ờ, con chào đi. Chào đi. Rồi. Trời ơi. Mi. Mi à. Bẻo. Bẻo. Dữ à. Bẻo. Cho cá ăn đi. Ừ. Cái đó là siêu bự luôn mẹ, khổng lồ luôn. Ờ, con chào ơi, con chào con chú bây giờ cho. Rồi, cười cái ơi. Siêu khổng lồ. Này, cười rồi. Rồi cho cá ăn đi. Đừng có đụng vô nha. Đụng vô cá nó nhét á. Bốn trái này chuẩn bị ra lò như chả bề à. Có cái đùi nó bị cá kìa. Giống mực quá à. Có gâu quá đó. Nè. Nó giỏi lắm mà nó chà này chà kia đó. Nó kiếm ghế đi, chổng lấy cái ghế ra ngồi đi. Cái ghế cho sàn nước chổng kìa. Thôi đi cô. Ổng hả con, nóng lắm rồi đi không? Con đi ra đi. Để bà ba chiên. Nói đi để bà ba chiên. Nóng đâu. Cái nào đâu, cầm cây gấp sẵn rồi. Khói cầm gì mà. Nó dành đó mà. Chuẩn bị ra lò. Ăn trước mà. Ăn trước mà. Đói bụng. Đói bụng em. Đói bụng rồi bà ba ơi, chiên trước rồi. Này con cá. Ồ, có lỗ luôn ta. Có lỗ rồi đó. Này chị cá. Ê, lộn lại dính ông tự anh nổi lên à chứ nó chưa có nó chưa ấy. Bình lên ha. Rồi đưa đây bà Tư gấp đây đây. Ok, mà tư gấp thôi đây. Không. Sao vậy? Không. No, no. Ok, mà tư gấp lại cho con rồi, nó mũi rồi con ăn. Nha. Chịu không? Đây. Mấy bà chuối lên. Mấy bà luôn hả? Đây, gặp nè. Bà chuối hả? Bà này mình thấy chưa hả? À, nắm đậu ra luôn đi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, nhốt vô hả? Cho bà nội về luôn hả? Bà nội về tới kìa. Rồi hai trái dính chùm luôn rồi. Xíu quậy. Dạ. Xíu quậy luôn rồi. Dạ. Mày giá bằng. Cái gì? Bánh hả? Bánh đâu? Cái này nó bị tụt nó đụng. Ngủ thôi, ngủ, 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 ngủ hai đá đi. Kêu hai đá đi. Kêu hai đá đi. Nhép đầu. Rồi nó cạp luôn nè. Thơm không? Ôi 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 ôi. Chậu luôn rồi. Rồi đá bùm bùm đi. Trình kiến á. Rồi đó. Ôi ôi.
Vô. Vô. Ôi giời. Kêu hai đá con đi. Vào luôn. Rồi xong. Rồi xong hả? Rồi xong luôn. Rồi, cái chuối này có đuôi luôn. Này kiếm cái đồ cái xào móc lên. Thế thì đồng nó tát. Rồi đứng cái động nó nha, để ra nó phình lên cái đó. Chở mấy cái kia thôi. Bứt cái đó lên luôn. Chống chỗ rồi. Nghĩ ghế của bà rồi. Đó. Rồi quấn nè. Quấn hai ghế luôn. Thôi khổ ghế luôn. Nè, ăn cái gì không đi. Cái chú này nó bị như tể. Ủa sao hứa tự nhiên yếu xìu vậy ta? Ừ? Là tại ít dầu nó sôi đầm đầm vậy. Nãy mình chế dầu nhiều, sôi ụt 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 nha. Rửa ba không bắn lên nổi. Gà mái tre này đẻ trứng rồi. Mình bên nhà kế bên. Đi trong bộ nó đẻ luôn. Nó lùa 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 cái trứng nó vô, đẩy vô. Còn mấy trái này nữa là xong rồi. Mấy trái này xong. Có chưa bán được em nguyên mâm cái chiên luôn kìa. Đó chưa. Bán được rồi đó. Để đây là cậu lên bầu ai mua cái chiên không? Ai mua cái chiên? Ai mua chú bé hả? Ai mua cái chiên không giao lên. Được cái chiên bán. Ừ. Anh biết bán cái sao? Cái xăm không? Dạ tới tới cộng nè. Ừ. Mình chạy ra rước mẹ về. Xong. Cái nở bánh không? Đâu? Nãy đó, nãy ơi. Giỏi ta đi cho mình. Mệt kìa. Uống luôn rồi. Nổi kìa. Đi ra ngoài thì đợi coi có bánh gì không? Sao không mừng nổi. Rồi không thấy bánh thì vô rồi. Mời cả nhà chú Chiên. Rồi mời cái nhà còn có một miếng. Cái nhà muốn mặn là cái chú Chiên. Mời cái nhà ăn chú Chiên với đình mình nha. Chiên vừa hấu rồi. Ăn đủ màu sắc hết trơn rồi. Muốn ngồi lấy xung quanh. Ăn trong. Chú ơi. Còn. Ồ, nóng quá ăn gì. Nóng lấy thì mẹ lấy xung quanh nè. Ghê à. Ở ngoài. Ghê ngồi. Nóng không? Nóng không? Nóng không? Ăn xong chưa hiện? Ấm ấm gì ăn được mắt. Mà tôi kia không, anh tính mua bột chiên giòn. Tại vì bột gạo á. Hết giòn. Nhà chị ơi, chiên trước á. Mấy cái hồi là chiên trước không? Có còn thiền nữa. Bà muốn thợ lần hai ơi. Thợ dữ không à. Thấy nó chín vậy mà chưa mùi ha. Hôm bữa con ngã mùi còn. Không tiền đâu xuống ăn á. Đang rửa chén xuống rồi. Vút cái miếng luôn nha. Vuốt ngón tay đó nó hết rồi. Gục nó gớt gà. Cái tay này bắt hai nó mới gục. Gung gung vậy mà chỉ nó không gớt ra gì trơn dính lại. Hai chỉ à. Hai chỉ luôn hả? Hai chỉ mòn còn có. Gung kiến nó mòn à. Hai chỉ nó nhỏ mà đặc quá ta.
Đúng rồi, nó họ giết cho mày. Mấy gạo nó ăn cơm chẳng mà nó nhìn ra đây không? Nó ghê, nó muốn ra đây. Đâu à? Mập nhìn đâu rồi. Đó. Ngay đây nó mê mồi rồi. Mẹ con ở chẳng mà. Nó bự ghế té, cái đậu ghế vậy rồi ông. Té hết bên đại đi, bầm xong rồi tới nó ngoài vô nó ôm cái ghế rồi, ghế không té cặp thứ hai. Không như vậy. Bỏ nó đi lên ăn nè. Cậu mẹ, chút cậu mẹ, chỗ cũng vậy. Đó, cái đó chứ ngon quá ha. Cái chuối về thòn. Nó ở dưới cây bát đó. Đó, đúng rồi, em. Hai cái chồng. Hai cái con nó ở dưới bát. Ba ông bà cái giữ. Đừng nữa nữa, vợ cũng cười tắt. Mới hai chậu ăn lên rau của thay học cái chén rồi á. Thay cái chùa chùa chén rồi. Sớm quên luôn, nó tẩy nhớ. Nó tẩy nhớ cái gì đó. Quét chơi chút xíu được chạm nó tẩy về. Còn vô chị mấy ngày thuốc uống. Hai tuần đi tiếp nữa. Uống vui vàng á. Xin bác sĩ uống 1 tháng đi. Uống nhiều dữ vậy, hấu tính ra được 1 miếng mày gọt luôn á. Không có miếng nào cũng gọt luôn. Chưa bớt nữa là cũng cho ra mà lâu. Nhỏ vậy dữ á. Nó còn liên nhắn chết rồi. Ăn chút riêng rồi ăn cái hấu vậy. Có thể không hồng không? Qua 3 đứa rồi. Ủa rồi uống cà phê quán này đi cho. Bánh gạo lắc phô mai á. Mua 2 cái à. 2 cái 50 ngàn. Đã dọn cái đó. Bánh gạo lắc phô mai nè. Bánh Hàn Quốc vậy. Bánh Hàn Quốc đúng không? Làm tiền vậy. Không không không. Cái cục bánh gạo giống như cục nuôi dài vậy nè. Rồi tiên lên rồi lắc. Nghèo nữa. Nhìn kỹ cũng giống chị em à. Ấy kiến thì giòn đi. Mấy thi mới giống nó nhiều á. Không phải mấy thi giống nhiều hơn. Mấy hơn thì giống cha nó nhiều. Y thì cha. Nó quậy hết keo hay đường chung. Như vậy. Rồi hết keo rồi. Cơm chưa? Con dấu bác hai. Ấy là bưng ra ngoài cấm bán này là 500 miếng, 500 miếng. Thôi lỗ bác hai. Lỗ, giờ nó bán. Nó bán vô, nó là lại chiên, nó là lại chiên, nó chiên, chú chiên nè. Cái con cũng vô coi. Lỗ gì mà bác hai luôn đúng không? Còn nó bùa trái à. Còn nó bùa bác hai. Nó rạch cho dao rồi. Làm miếng đu đủ nó cho đủ bỏ bác hai. Như hấu. Ăn đủ này chung. Chưa ăn chung. Bỏ chạy rồi thế thì ngon. Bắt hang đi ngọt hay à. Bắt niềm nữa. Bỏ vô đi ấy là đá là vô. Măng đang quay quay tới giờ lên vậy. Không phải ngồi phải từ chết á. Đây nó phải từ. Ngồi hết phải từ sống thì chỉnh thì nào ăn cái nấu ăn. Nó không có bị sùng như Thái Lan ha. Ừ. Nấu này cũng ngồi cả tháng của ông Phúc. Nấu hả coi? Cái này là nóng luôn á. Nấu ngon không? Nấu ngon không? Chào 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 đi con gái. Chào đi. Chào cô chú đi. Gà nhìn lên, gà nhìn cha con gà. Nhìn cha quay kìa. Rồi bé gạo chào ông bà cô chú nha. Ngon quá. Ngon không? Ngon không? Ngon số 1 luôn á. Nhiễu nhiễu. Ngon số 1 sao? Nhiễu. Đang mê ngon dấu mà, đang cặp, ngon mà. Cặp quá chuyện cạp luôn rồi. Ấy trời 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 trời. Miếng cứng miếng ha. Bằng tới cái da đó, cứng. Cứng rồi ăn được hay không? Hả? Hai Sướng xin kết thúc tiếp đây cô chú anh chị các bạn. Hai Sướng hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha. Giờ này thì dì Ba với bé Hương cũng chuẩn bị về lại Sài Gòn rồi. Vì buổi chiều nó mát.